Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội, các vấn đề vi phạm trong công tác bảo hiểm, giải pháp ngăn chặn tình trạng rút bảo hiểm một lần đã được các đại biểu đặt ra. Phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật rất phức tạp hiện nay trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đặc biệt như việc lập khống hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ giả trục lợi chính sách. Đại biểu Lý Văn Huấn, Đoàn Thái Nguyên đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải trình việc xử lý những vi phạm và giải pháp thời gian tới. Những vi phạm thuộc lĩnh vực này Bộ trưởng đã chỉ đạo xử lý như thế nào? Tình trạng hồ sơ giả, thu gom sổ bảo hiểm, rồi trục lợi, mạo danh hồ sơ, thời gian vừa qua đều được thanh tra xử lý về cơ bản. Do đó tình trạng này chỉ có giảm đi, chưa bao giờ mà 2 năm qua quyết làm quyết liệt thế đâu ạ. Tái chất vấn về vấn đề này, đại biểu Lý Văn Huấn cho rằng việc lập khống làm giả hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, đây là một vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính. Hiện nay, làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần trong công nhân lao động thời gian qua không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tăng cao khi có thông tin chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội phương án sửa luật bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng trả lời là sẽ theo hướng sửa luật là theo hướng tăng quyền lợi và không hạn chế các cái quyền của người lao động. Vậy thì vấn đề là tăng quyền lợi đó là quyền lợi gì để người lao động theo dõi cái cuộc chất vấn ngày hôm nay sẽ an tâm hơn và suy nghĩ lại đối với các quyết định của mình liên quan đến bảo hiểm xã hội. Người lao động hiện nay nếu như cứ tiếp tục đóng 20 năm thì không chờ đợi được đâu. Tôi xin nói thật như thế. Quan điểm của chúng tôi là tiến giảm tới 15 năm và tiến tới có thể 10 năm theo thông lệ quốc tế. Đương nhiên nếu anh đóng ngắn, anh đóng ít thì anh thưởng ít thôi. Khi về hưu anh thưởng ít thôi, chấp nhận cái đó. Thế còn chúng ta có nguyên tắc là chia sẻ, nhưng nguyên tắc chia sẻ nó chỉ là một phần thôi. Phải nguyên tắc bình đẳng và đóng hưởng. Đây là nguyên tắc hàng đầu. Chúng ta phải đặt lợi ích. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết thêm, việc dừng rút bảo hiểm một lần là vấn đề khó khăn nhưng có quy định về điều kiện, trường hợp nào được rút, mức độ rút như thế nào, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định.